Cuối tuần rồi và đây sẽ là thời điểm để chúng ta cùng lên kế hoạch đi chơi xa. Các bạn nghĩ sao ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tới một nơi có bầu không khí trong lành cùng với một làn suối khoáng thanh khiết? Ở Việt Nam thì có rất nhiều các làn suối khoáng khác nhau. Thế nhưng ngày hôm nay hãy cùng Quốc Duy tới với vùng đất Quảng Xương, Thanh Hóa, nơi có làn suối khoáng được mệnh danh là khoáng thanh xuân. Cùng với đó là một quần thể nghỉ dưỡng Sun Beauty Onsen, nơi sẽ khiến cho ngày cuối tuần của bạn trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Và nếu như bắt đầu từ Hà Nội thì hãy cùng đi theo lộ trình của Quốc Duy để đến với Sun Beauty Onsen. Từ trung tâm thành phố Hà Nội, chúng ta chỉ mất khoảng 3 giờ chạy xe để đến với Quảng Xương. Quãng đường dài hơn 160 km nhưng cung đường đi khá đơn giản. Chỉ cần chạy dọc theo các tuyến cao tốc là đến nơi. Từ nhà hát lớn, chúng ta di chuyển đến đường Giải Phóng, đến ngã tư bến xe nước ngầm thì rẽ trái để bắt đầu vào đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Chúng ta chỉ cần đi thẳng cao tốc Hà Nội Ninh Bình cho đến khi gặp trạm thu phí Cao Bồ. Phí qua đây là 103.000 các bạn nhé. Ngay sau khi qua trạm này, chúng ta sẽ nhìn thấy điểm cứu hộ cao tốc Hà Nội Ninh Bình. Như vậy là đã đi được hơn nửa chặng đường rồi. Không biết là các bạn đến Thanh Hóa hay chưa, còn với Duy thì đi nhiều rồi và cũng có nhiều kỷ niệm tại vùng đất này. Còn nhớ hồi bé thì hay cùng bố mẹ đi Sầm Sơn để nghỉ mát vào mùa hè. Và tất nhiên thì ngoài Sầm Sơn ra, Thanh Hóa còn nhiều điểm đến khác, ví dụ như là vườn quốc gia Bến En này, suối Cá Thần hay là Pù Luông. Và sắp tới đây thì vùng đất thiên tươi đẹp này sẽ được bổ sung thêm một điểm đến mới, đó chính là vùng đất Quảng Xương, nơi sẽ xuất hiện quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen. Quảng Xương là một địa danh rất gần gũi với thành phố Thanh Hóa và trong tương lai sẽ có hệ thống kết nối giao thông vô cùng phát triển. Quần thể Sun Beauty Onsen chỉ cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 10 km và nằm giữa hai trung tâm du lịch biển của tỉnh Thanh Hóa là thành phố Sầm Sơn và thị xã Nghi Sơn. Dự án nằm bên quốc lộ 45 huyết mạch là tuyến giao thông chính kết nối vào trung tâm thành phố cũng như đi tới các dự án khác trong hệ sinh thái mà Sun Group đang và sẽ triển khai tại Thanh Hóa, như quần thể dự án 1.260 ha tại Sầm Sơn, các dự án tương lai tại Bến En, Am Tiên, Đông Sơn. Bên cạnh đó, Sun Beauty Onsen Quảng Xương sẽ là vị trí trung tâm trong hệ thống liên kết vùng du lịch Thanh Hóa với hạ tầng giao thông không bộ sắt hiện đại, bao gồm đường hàng không với sân bay quốc tế Thọ Xuân, là sân bay được quy hoạch trở thành một trong 14 sân bay quốc tế của Việt Nam cho đến năm 2050. Tuyến đường từ sân bay quốc tế Thọ Xuân về đến Sun Beauty Onsen chỉ mất khoảng 20 phút. Tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua Thanh Hóa dài 92 km với 9 nhà ga. Tuyến đường này có chạy qua Sun Beauty Onsen. Đường cao tốc Ninh Bình-Thanh Hóa theo tiến độ sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Dự kiến rút ngắn thời gian đi lại giữa Hà Nội-Thanh Hóa chỉ còn hơn 90 phút thay vì 3 tiếng như hiện nay. Tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn-Hoàng Hóa sẽ hoàn thành vào năm 2024, dài 24 km. Kết nối các tỉnh thành ven biển, đưa Thanh Hóa trở thành một trong 4 tứ giác kinh tế của khu vực phía Bắc. Như vậy sắp tới, du khách từ mọi miền đất nước hay du khách quốc tế đều có thể kết nối tới Sun Beauty Onsen vô cùng dễ dàng và thuận tiện. Trên cao tốc có khá nhiều trạm dừng nghỉ, ví dụ như đây là trạm dừng nghỉ Tam Phát. Các bạn có thể ghé vào đây nghỉ ngơi một lát. Sau đó tiếp tục chạy thẳng qua nút giao Mai Sơn để vào đường 491 nhé. Khi đi hết đường 491, chúng ta sẽ qua quốc lộ 1A. Như vậy là đã đến thành phố Tam Điệp của Ninh Bình rồi. Đây là thành phố tiếp giáp với Thanh Hóa, vì vậy là chúng ta không còn cách Sun Beauty Onsen bao xa nữa. Ngay sau khi tiến vào địa phận tỉnh Thanh Hóa, tiếp tục dọc theo đường quốc lộ 1A, chúng ta sẽ vào đến đường Dốc Xây và nhìn thấy đèo Tam Điệp ngay trên đường này. Chỉ cần tiếp tục chạy thẳng theo đường quốc lộ khoảng 6 km, chúng ta sẽ đi qua thị xã Bỉm Sơn. Sau đó đi thêm khoảng 40 km sẽ vào tới trung tâm thành phố Thanh Hóa. Chúng ta đang đến với trung tâm thành phố của Thanh Hóa và ngay khi đặt chân tới đây thì có thể dễ dàng nhận thấy đây là một thành phố rất năng động và trẻ trung. Ngoài ra Thanh Hóa thì còn là một mảnh đất có văn hóa truyền thống lâu đời và cũng được thiên nhiên vô cùng ưu đãi khi mà có đầy đủ biển, núi, rừng, sông, hồ, tất nhiên là cả suối khoáng nữa. Và ngoài ra thì có rất nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn Thanh Hóa là mảnh đất để họ có thể đầu tư và phát triển. Vì vậy trong tương lai không xa đâu, hứa hẹn đây sẽ trở thành một mảnh đất mang lại cho du khách rất nhiều những trải nghiệm mới mẻ, cùng với đó là phong cách sống mới cho con người. Tiếp tục hành trình tại vòng xuyến Chim Hạc ngay giữa trung tâm thành phố, xe đi ra theo lối ra thứ tư để vào đại lộ Hùng Vương. Trên đại lộ này chúng ta sẽ đi qua tượng đài thành phố Thanh Hóa ở bên trái, sau đó đi vào đường Vành Đai, Vạn Lạn, Yên Trường, rồi rẽ trái vào quốc lộ 45. Và Sun Beauty Onsen đã ở rất gần phía trước rồi. Bầu không khí dễ chịu và tinh khiết mà quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen mang lại chắc chắn sẽ là cảm nhận vô cùng rõ nét khi chúng ta bước xuống xe. Mở ra trước mắt chúng ta là không gian đậm chất Nhật Bản.
với khu vườn Nhật Kaiju Shikien, công viên văn hóa Edo, công viên Park Onsen, khu phố cổ Kyoto và đặc biệt là không gian nghỉ dưỡng biệt lập bình yên tại tổ hợp biệt thự khoáng nóng với nguồn khoáng thiên nhiên dẫn vào từng căn biệt thự. Nơi đây sẽ mang tới trải nghiệm nghỉ dưỡng bình yên, một cơ hội để xua tan những mệt mỏi của cuộc sống thường nhật, chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần, đưa ta về với miền thanh xuân tuổi trẻ. Một không gian tuyệt vời mang đậm tinh thần Nhật Bản với những trải nghiệm độc đáo. Và di chuyển từ Hà Nội về đây lại vô cùng thuận tiện. Thì còn chần chờ gì nữa, quý vị và các bạn hãy cùng đến ngay với Sun Beauty Onsen để trải nghiệm. Hãy gặp nhau tại Sun Beauty Onsen, xứ sở diệu kỳ, lưu giữ thanh xuân trong một ngày gần nhất.